Hôm nay chủ đề là mình nói lại những cái thành tựu của đất nước không anh? Đúng 2020, rồi. 2021 hả anh? Dạ. Nói chung là những năm qua luôn, tới ngày hôm nay luôn, nói chung là giống như là nó tổng kết lại vậy đó, Bùi Tùng, đúng không? Dạ. Thì nhìn chung thì cái giai đoạn gần đây của đất nước á, thì chúng ta trải qua một cái vấn đề mà mang cái tính sống còn của dân tộc chúng ta, đó chính là cái chống dịch Covid. Thì chúng ta tạm thời tới thời điểm này chúng ta đã thoát gọi là khá là ngoạn mục với cái bệnh dịch này. Rất nhiều đợt Đúng rồi. dịch mà chúng ta đã vượt qua rất khác nhau. Mà thậm chí là có anh em thấy là có những cái chủng virus á, sau này chúng ta gặp nhiều rất là nhiều khó khăn để truy vết hay là để gọi là chặn dịch hay là cái thời gian để bắt buộc mọi người là phải ở trong khu cách ly phải dài hơn á. Nhưng mà chúng ta vẫn triển khai một cách rất là đồng bộ và làm cái gì cái đó cũng nghiêm túc và quy tắc quy củ, cho nên là chúng ta đã tạm thời là vượt qua được. Em có đọc một cái bài báo của tụi châu Âu, nó viết như thế này nè, nó viết là Việt Nam là và một số nước của châu Á là đi trước về sau. Nó nói là Việt Nam mình là đi trước về sau anh. Đúng em rồi, đúng em rồi. không em không đồng em không đồng ý với cái ý kiến đó, vì ý kiến đó là rõ ràng là rất thiên kiến và giống như là đang dìm hàng Việt Nam mình vậy. Nó nghĩ rằng Việt Nam mình là đi tiêm vaccine sau là coi như là thất bại. Đâu phải như vậy đâu. Cái vấn đề là kiểm soát được dịch bệnh. Còn cái chuyện mà người ta làm vaccine hay là tiêm vaccine thì cái chuyện đó từng giai đoạn để người ta có thể hoàn thiện thì điều đó là tốt. Thế em nghĩ là như vậy đó. Mà tụi nó xuyên tạc, tụi nó nói là ý nói Việt Nam là chống dịch nhưng mà thật ra là không có thì em mới thấy là đất nước mình có những cái tiến bộ và có những cái cố gắng trong cái phần phòng chống dịch. Nhất là em thấy là có một cái dự báo cái về dịch rất là tốt. Từ những khi mà nó đã bùng ở Trung Quốc á, là giai đoạn đầu là chỉ cần 2 tháng khi mà Trung Quốc có dịch là chúng ta đã bắt đầu là đưa đất nước vào thời chiến rồi, giống như chúng ta đưa vào tình trạng thời chiến rồi. Tất Đúng cả rồi. các bộ máy từ trên xuống dưới chúng ta là bắt đầu vai trò là chống dịch và coi dịch bệnh giống như là một cuộc chiến tranh, giống như là một kẻ Rồi. thù lớn của dân tộc á. Thì từ cái việc mà xác định cái tư tưởng đó đến cái hành động thì chúng ta đã thắng thắng ngay bước đầu rồi. Có nghĩa là chúng ta ý thức được cái dịch bệnh nó nguy hiểm như thế nào. Đó. Rồi khi mà dịch bệnh đến thì chúng ta đã triển khai hết tất cả các cái phương pháp, các cách thức để ngăn chặn ngay từ đầu. Đó. Dùng các cái phương pháp để mà tìm cái những cái người F1, F0 gì đó để mà đưa vào khu cách ly để dập dịch nhanh mạnh. Cho nên chúng ta mới thoát được cái những cái lần dịch này. Cho nên em thấy là phải 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 coi như là nhà nước đã có những cái biện pháp giải pháp họ tính chu toàn ngay từ đầu đến cuối luôn. Chính Rồi xác. một cái hay nữa là em thấy em có cảm nhận đó là chúng ta chống dịch nhưng mà chúng ta vẫn giữ được cái mức ổn định về kinh tế, chứ là chúng ta không làm cho cái đất nước bị xáo trộn. Anh cũng thấy là cái Đúng giai rồi, đúng đoạn rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. gần đây tới tận thời điểm này á, là tất cả các nước trên thế giới hầu như là nước nào cũng đang cuống cuồng vì dịch bệnh. Chỉ Việt Nam và một số ít thôi. Còn tất cả các nước đều cuống cuồng, nào là có nước thì biểu tình nè, chống đối nè, nào thì có nước là bị khủng bố nè, nào là có nước là dịch bệnh tràn lan khắp nơi, rồi rồi có những nước thì mâu thuẫn hay là có những cái cuộc lật đổ quân sự Chính này nọ, xác. rất nhiều cái vấn đề. Trong khi Việt Nam chúng ta thì hầu như là yên ổn và không có cái chuyện gì hết. Chứ nghĩ là chúng ta chống dịch mà chúng ta giữ được cái bộ máy kinh tế ổn định và gây dựng được cái niềm tin cho người dân, giúp cho cái đời sống của người dân không bị xáo trộn, ổn định, là cái đó là em thấy là cực kỳ hay, tính toán cực kỳ là giỏi luôn. Bùi Tùng còn nhớ lại Còn cái mình quay lại cái lúc đầu của Bùi Tùng. Bùi Tùng còn nhớ cái câu của Bác Phúc không? Là Bác Phúc đưa ra một cái quyết sách, tức là vấn đề là sẵn sàng dẹp bỏ kinh tế, sẵn sàng nếu tức là họ giống anh đồng ý Bùi Tùng, tức là họ vẫn dự trù phương án là phát triển hai cái cùng song song, đúng không? Vừa dập dịch nhưng mà đồng thời cũng vẫn giữ mức độ phát triển kinh tế, nhưng nếu cần thiết sẵn sàng bỏ kinh tế luôn để tập trung lo cái vụ dập dịch. Cái đó nói lên cái gì? Nói lên tức là người dân là chính, bởi vì còn dân thì tức là còn sức, và còn sức thì tức là còn làm, còn gây lại kinh tế được. Bùi Tùng công nhận không? Còn vấn đề ví dụ có trục trặc kinh tế đó thì cùng lắm chúng ta có thể là chậm lại thôi, chúng ta phải dừng lại thôi, nhưng mà khi chúng ta còn sức khỏe, còn dân thì chúng ta sau đó chúng ta phát triển, chúng ta là nỗ lực thì chúng ta sẽ đua tốc độ, chúng ta lấy lại là bình thường.
Đó, và đối với góc nhìn của anh thì cái thời điểm đó, một cái quyết sách đó là cực kỳ là hay và cực kỳ là chính xác vào thời điểm đó, bởi vì chúng ta chỉ cần chậm trễ thôi. Bùi Tùng công nhận không? Chậm trễ như vài nước khác, thí dụ như là họ chủ quan nè, họ lơ là hoặc là họ coi thường, họ ỷ vào sức mạnh cơ bắp đúng không? Đó, và khi mà nó đã ụp vào rồi thì họ lại trở tay không kịp. Đúng không? Rất là nguy hiểm ở cái giai đoạn đó, bởi vì anh cho rằng cái thời điểm đó là rất là hay. Đó, mà bây giờ mình vẫn duy trì được cái mức kinh tế nó phát triển đi lên nữa là chúng ta đạt được hai cái thắng lợi kép. Đó, cái đó là cái hay. À, mời Bùi Tùng. Theo em thì về phương diện chính trị á, cái điều quan Ừ. trọng nhất về mình, cái người làm chính trị là tuyệt đối không được chủ quan, Đúng rồi. vì bản thân người làm chính trị là lèo lái con thuyền của đất nước hàng trăm hàng triệu con người. Tức là cái những cái chuyển động, những cái quyết định, những cái quyết sách của người lãnh đạo á, chỉ cần sai sót nhỏ thôi là chúng ta sẽ đưa cái con tàu đất nước chìm luôn, Chính chìm xác. luôn, không còn nói gì nữa. Đặc biệt là dịch bệnh, chúng ta mà chỉ cần mà sơ sẩy một chút xíu, không có gọi là đóng kín cửa ngay khi mà Trung Quốc nó mới bùng, là bây giờ tình hình sẽ rất là khó khăn. Việt Nam thì Đúng em rồi. thấy là bây giờ 100 triệu dân, 100 triệu dân mà thành phố với Hà thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là cái mật độ dân số cực kỳ đông luôn. Cái đó mà cho dù mà nếu mà thực sự mà nó đã xâm nhập vào trong thành phố rồi thì chúng ta có mở 10 cái bệnh viện dã chiến, chúng ta dập cũng không nổi. Em Đúng đoán là rồi. dập không nổi đâu. Đồng ý, Với cái đồng ý. mức độ mà cái cường lực như vậy, mà cái nền kinh tế của mình á, nếu như thực sự mà người dân mà bị bệnh rồi họ nườm nượp vào trong các bệnh viện, các khu y tế hay là các cái khu mà chữa trị rồi, thì đừng có nói là về y tế mà cả nền kinh tế chúng ta sẽ sụp đổ. Em nghĩ là cả nền kinh tế là sẽ sụp đổ hết, chịu không nổi với Đúng lại luôn, cái sức chính ép của xác. dịch bệnh. Cho nên cái mà mình làm ngay từ đầu là mình xác định tư tưởng, và khi xác định tư tưởng rồi thì mình thực hiện đúng cái chiến thuật mình đề ra. Tức là mình nghĩ Đúng. gì thì mình làm đúng như vậy, làm quyết liệt như vậy, được kết hợp giữa Đúng. cái trí não và cái chân tay để mình xoay chuyển tình thế sao cho vượt qua những cái khó khăn của đất nước. Thì em nghĩ cái đó là cái hay của đảng và nhà nước, cái đó em phải thừa nhận như vậy. Thậm chí là Đúng. bây giờ em thấy ở trong xóm của em có một số người, phải thật sự là có một số người họ không thích gọi là nói chuyện mà khen về đảng, nhưng mà dạo gần đây em thấy họ nói á, cái mức độ, cái tần suất mà chê bai em thấy dạo này càng ít hơn. Em có Chính nghe, em có xác. đi nghe, em có gọi là nghe lỏm người ta nói chuyện Chứng hay em tỏ cảm thấy là như vậy? Nói chung là một là số người người dân họ họ có ta sự nói nhìn vậy. nhận đúng không Tùng? Chứng tỏ là người dân Dạ. họ có sự nhìn nhận đó, tức là mình nói theo một cách nào khác đó, tức là cái vấn đề đó họ không thể chối bỏ được nữa, bởi vì nó là sự thật đúng không? Giống như Bùi Tùng nói là thời điểm đó là thứ nhất là cái đặc thù là cái nếp văn hóa của người Việt chúng ta là cái nếp văn hóa là cộng đồng, sinh hoạt cộng đồng đúng chưa? Rồi cái thứ hai nữa và cái quan trọng nhất là anh thấy là tức là nhà nước đã quyết định đưa ra một cái quyết sách toàn bộ dân vào thời điểm đó điều trị và gì hết hoàn toàn miễn phí. Hai cái chính điều đó nó đã phối hợp lại nó khiến cho người dân càng vững tin đúng không ạ? Càng vững tin vào chính quyền và nhà nước. À, rõ ràng là chúng tôi không sẽ không tốn một đồng xu các bạn nào cả, trong khi các nước khác thì sao đúng không? Đó bây giờ mình khoan bàn tới các nước khác mà rõ ràng là không tốn, mà trong khi cái chi phí điều trị cái loại bệnh này nó không hề rẻ. Tùng thấy chưa? Đó là cái hay Tại và vì một cái cái ừ. căn bệnh mà nó chỉ mới dạ cái căn bệnh mà Bùi Tùng nó nói chỉ đi. xuất hiện trong vòng có vài tháng hàng năm, thì làm gì có cái phương pháp điều trị nào. Tất cả Đúng các rồi. phương pháp điều trị của các cái bệnh viện nhiệt đới hay Chợ Rẫy của chúng ta đều là các bác sĩ họ tự nghiên cứu, hoặc Chính là xác. họ có thể là họ nghiên cứu qua những cái bệnh bệnh cảnh mà có cái sự liên hệ gần với cái bệnh đó thôi, chứ làm gì mà có cái sơ đồ Phác cái phác đồ đồ đúng điều trị không? đâu anh. Đúng rồi, không có phác đồ được đúng Dạ. mà, làm sao có phác đồ được, nó hoàn toàn mới mà đó, cho Cho nên nên là là anh rất cái đồng đó mình ý, cũng rất đồng ý Bùi Tùng. Đó là cái cộng đồng đó, thời điểm mà cái nếp cộng đồng đó mà nếu mà không ngăn ngặt thì là sụp chắc luôn, không thể nào mà đỡ nổi. Thứ nhất là mình phải rõ ràng là cái hệ thống y tế của nước Việt Nam chúng ta vào thời điểm đó so với khu vực vẫn còn kém xa họ, Bùi Tùng cũng nhận không? Mà những cái điều đó mà nó phối hợp lại mà chúng ta mà tức là nói về cái quyết sách mà của đảng và nhà nước họ không quyết đoán á, họ không dứt khoát á, thì là tiêu ngay, không thể nào tránh được, chắc chắn một điều đó không thể nào tránh được. Và qua những đợt đó, đợt thứ hai, đợt thứ ba, thậm chí là đôi khi qua đợt thứ ba, đợt thứ tư, thứ hai đi thứ ba đúng không, người dân còn đôi chút lo lắng đúng không, còn hoang mang bằng tức là gì, họ cũng đi dự trữ thức ăn, dự trữ thực phẩm đúng chưa, có những cái lúc đó biểu hiện như vậy. Nhưng mà khi đã qua như rồi là người dân trở nên là vững tin,
Đó, đặc biệt như vừa rồi là cái đợt ở Hải Dương, Bùi Tùng thấy rõ ràng không? Phản ứng của người dân rất là bình thường. Tức là ở ông nào vậy thì ông đó cứ có người cơ quan nhà nước xuống họ lo hết rồi. Yên tâm đi, còn những vùng khác thì cũng người dân vẫn sinh hoạt vô tư, vẫn Tết Tây Noel, vẫn ra đường, vẫn chơi thoải mái. Đúng không? Cái này là mình nói rõ ràng, thực tế là cái câu chuyện là như vậy. Đó. Cái này thì em cũng nghĩ là cái hiệu ứng chiến thắng, em gọi là hiệu ứng chiến thắng, vì không À. phải là chỉ dân tộc đâu, ai cũng vậy thôi. Mình làm cái gì mà bước đầu mình đã thành công thì mình sẽ hưng phấn, mình sẽ có tinh thần và tích cực, mình sẽ hướng lên, mình sẽ tự động là mình sẽ có tinh thần mình vượt qua những khó khăn à. Thì đất nước Đúng cũng rồi. vậy, khi mà chúng ta những đợt dịch đầu mà chúng ta hoàn thành được, chúng ta ngăn chặn được, thì tự nhiên là lòng dân họ mạnh lên, rồi cơ quan chính phủ, những cái người đang đang phòng chống dịch họ tự nhiên họ sẽ có cái suy nghĩ tích cực, họ sẽ có động lực để vượt qua cực khổ như thế nào họ cũng Đúng chịu rồi. được. Hay là khám bệnh cho bệnh nhân đến từng phòng, mang cơm mang nước có cực khổ như thế nào họ cũng chịu được, bởi vì họ biết rằng họ đủ khả năng, họ làm được một lần rồi thì tất nhiên những lần sau là họ sẽ tiếp tục để mà hoàn thành cái trách nhiệm đối với đất nước. Thì em nghĩ là cái đó là cái hiệu ứng của chiến thắng, mình làm được cái gì đầu rồi thì cái đuôi thế nào nó cũng lọt thôi. Với cái hai là em cũng cũng nói lại cái vấn đề nãy anh quan, Bị mất sóng hả? Alo, Tùng còn nghe dạ không em ạ? có nghe lại anh rồi. À? Ừ, Cái với thứ lại một cái hai hình là ảnh này, nữa là Tùng với mọi người nè. dạ. Tức là không những là đã lo dịch cho dân xong hết tất cả đúng không? Tới qua cái giai đoạn phát triển vaccine. Đúng ạ. À? Phát triển vaccine. Và anh bảo đảm với Tùng là với mọi người rằng á thì ở trong nước Việt Nam cũng còn vài một bộ phận nào đó họ sẽ cảm thấy họ tự tự ti. Họ không tin vào năng lực của vaccine Việt Nam đúng không ạ? Cái đó phải rõ ràng mình phải công nhận. Chính vì gì đó mà các vị lãnh đạo, các vị bộ trưởng, các vị phó tướng họ đã làm những hành động như thế nào? Điển hình như Phó Thủ tướng Võ Đức Đam là người xung phong đi tìm đúng không? Hình ảnh đã đưa lên cho mọi người thấy đó và tiếp sau đó nữa là những vị ở trên Bộ Y tế gì đó thì rõ ràng đó là câu chuyện là gì? Các anh là người đầu tàu, các anh là người lãnh đạo, các anh thể hiện, các anh làm gương, thì dân họ càng tin, họ càng phải tự tin hơn, họ yên tâm hơn, đúng không ạ? Chứ mình không né tránh thì một mọi vấn đề nếu mình gộp chung lại một câu chuyện là Tùng với mọi người thấy rõ ràng, tức là có gì anh nói là do dân và vì dân là không hề sai, và chúng ta ở đây cái đó là cái đó là cái sự nhìn nhận rất là khách quan và rất là thực tế luôn. Chứ chúng ta cũng chẳng gọi là bưng bưng này bưng kia gì như cái luận điệu cho bên ngoài mà cái đám kia nó xuyên tạc. Tùng công nhận không? Dạ Rất đúng, là hay. dạ đúng. Đó. Đó, rồi anh nhắc Rồi em nhở thì khoan, xin lỗi, anh xin lỗi Tùng, tức là anh nhắc cho Tùng thêm một cái chi tiết nữa là về vấn đề kinh tế. Đúng không ạ? Thì chính quyền đã đồng song song phối hợp một cái những là gói kích cầu. Đúng chưa? Và những gói mà bình ổn thị trường để làm gì cho vật giá nó không leo thang, không ảnh hưởng tới đời sống người dân, bởi vì dân đã bị trong cái vấn đề là dịch bệnh đã phải là khó khăn trong vấn đề kinh tế đúng không, và đặc biệt trong những cái ngành sản xuất, cái ngành cơ khí đó, như anh đã từng làm những review, anh đã từng nói có một cái gói kích cầu riêng dành cho những doanh nghiệp cơ khí vừa và nhỏ là cái gói 30.000 tỷ đó, để kích thích những doanh nghiệp đó họ tái đầu tư, họ mạnh dạn họ vay vốn, họ đầu tư và với cái vốn là lãi suất là 0%, phải không, trả chậm trong từ 5 tới 10 năm. Tức là nói gì? Tức là lãnh đạo họ có một tầm nhìn rất là xa và rất là rộng, rất là vĩ mô, họ phối hợp những điều đó nó rất nhịp nhàng với nhau nhưng mà cực kỳ quyết đoán và nó chính xác giống như là Tùng nói lúc đầu á. Anh rất đồng ý về cái điểm này. Đó, nó giúp cho đất nước Việt Nam chúng ta là có cái ngày hôm nay, hiện tại ngày hôm nay là không bị như những nước ở trong khu vực hoặc là cái nước xa hơn. Cái điều đó là nhìn nhận được. Xin mời Bùi Tùng. dạ thì có một số người có ý kiến như thế này, có một số người có ý kiến là cái việc chống dịch là do dân Việt Nam mình gọi là tuân thủ tốt sợ chết em. Nhưng mà thật sự mà nói là nếu như mà chúng ta tuân thủ tốt với dân nữa, chúng ta tuân thủ chống dịch tốt, chúng ta ở nhà, chúng ta có cách ly dân nữa, nhưng nếu như không có các biện pháp giải pháp về kinh tế để bình ổn á, thì chẳng mấy chốc chúng ta cũng sẽ dội loạn. Điều đó chứng tỏ, điều đó thể hiện rất rõ các nước trên thế giới á. Tức là khi mà họ đóng cửa, họ không được làm ăn buôn bán rồi là bắt đầu là họ nổi loạn ngay. Không có tiền trong nhà là bắt đầu họ nổi loạn ngay. Thì tất Đúng nhiên là rồi. người Việt hay là người Âu gì cũng vậy, cũng chỉ có một cái miệng thôi. Theo em nghĩ cũng chỉ có cái miệng thôi. Ai đói thì họ cũng sẽ rên lên thôi.
Và khi họ rên lên rồi thì đủ cái cơ hội là bắt đầu họ loạn. Họ bắt đầu họ làm loạn bởi vì họ không được đảm bảo cái nhu cầu về kinh tế chắc chắn như vậy. Cho nên nói gì thì nói, người dân Việt Nam mình chịu đựng, nhưng mà phải có cái sự tác động của nhà nước về cái vấn đề mà điều chỉnh về kinh tế, điều chuyển về kinh tế để cho cái đời sống người dân người ta được tạm chấp nhận, để có thể vượt qua được những cái khó khăn của dịch bệnh thì đất nước nó mới ổn định được. Chứ nếu mà thật sự mà cứ ép người dân mà bắt người ta ở nhà mà không có những cái gói kích cầu hay là không có những sự hỗ trợ kinh tế thì em nghĩ những biện pháp đó sớm muộn cũng bung rồi, cũng không thể chịu. Phá sản đúng không? Phải có hai cái yếu tố tác động từ bên trong và bên ngoài tương hỗ với nhau. Nhà nước cũng phải hỗ trợ, dân nó cũng phải là họ cũng phải đóng góp vô, thì lúc đó là cái vấn đề giải quyết của tình hình đất nước của mình nó mới song toàn được, chứ không thể nào mà từ một phía được. À, em chính xác thấy rồi. Là cũng có nhiều gói kích cầu, hình như có gói kích cầu hình như là của bên hàng không không anh? Em nghe nói như hàng không cũng có gói kích cầu, không biết phải có phải không? Xin mời Bùi Tùng cứ chia sẻ đi ạ. Dạ. Có một câu này là đã đọc Bùi Tùng nghe thì Bùi Tùng nhìn nhận thế nào nha? À, đất nước chúng ta tiềm lực kinh tế còn hạn chế, nhưng Việt Nam đã dũng cảm chọn hướng phát triển đất nước bao trùm, có nghĩa là không bỏ ai lại phía sau. Mọi mục tiêu phát triển đất nước đều lấy người dân là trung tâm của sự phát triển. Trong khi thế giới điêu đứng trước dịch bệnh, kinh tế các nước lâm vào suy thoái hoặc khó khăn, nhưng Việt Nam đã đề ra mục tiêu phát triển kép. Đó là ưu tiên việc phòng chống dịch bệnh nhưng vẫn duy trì được sự tăng trưởng kinh tế, duy trì được sự ổn định xã hội. Đây là một ví dụ cụ thể về đường lối của đảng, linh hoạt trong từng điều kiện cụ thể. Tức là Tùng chú ý tới cái đoạn cuối đó. Đây là một ví dụ cụ thể về đường lối của đảng, linh hoạt trong từng điều kiện cụ thể. Đúng không? Theo Tùng thấy không? Cái này thì có hồi nãy em cũng tính nói với anh cái vụ này nè. Một cái yếu tố tốt của một nhà lãnh đạo á, là có nghĩa là họ khi mà có một vấn đề của đất nước á, thì một tập thể đó họ sẽ đưa lên bàn cân, họ sẽ đưa ra những cái tiến trình, những cái gọi là những cái hành động để giải quyết cái vấn đề đó. Họ sẽ cân đo đong đếm được cái sức mạnh của đất nước, cái tiềm lực của đất nước và cái khả năng chịu đựng để họ đưa ra cái quyết định tối ưu giúp cho đất nước mà gọi là thoát khỏi những cái khó khăn. Thì theo em nghĩ là cái tổ tham mưu, em không biết gọi sao, nhưng mà cái tổ tham mưu của bên đảng và nhà nước chúng ta thật sự là họ giỏi. Cái đó là phải thừa nhận là họ giỏi, họ là một tập thể giỏi. Họ nói chung là họ đồng chí hướng, thứ nhất là họ đồng chí hướng với nhau, thứ hai là họ hoạch định và họ đưa ra các cái giải pháp rất là tỉ mỉ và có trước có sau đàng hoàng, tính hết tất cả những cái sai số mà có thể xảy ra để giải quyết cái vấn đề dịch bệnh sao cho nó hợp lý nhất. Thì cái đó là cái đẳng cấp của cái hàng lãnh đạo. Thì em cũng nghĩ là cũng một phần là do chúng ta là có ưu thế là chúng ta là một đảng lãnh đạo, thì cái chuyện mà chúng ta phối hợp hành động nó cũng dễ dàng hơn. Như anh thấy những nước châu Âu với Mỹ, cái đảng này thì đưa ra cái quyết sách chống dịch như thế này, rồi cái gói hỗ trợ này thì đảng kia bác, đảng kia không chịu, đảng kia nói là cái tiền này ít quá, không chịu. Đồng ý, anh đồng ý với Bùi Tùng ở điểm này nè. Và anh nhắc cái chi tiết này luôn để mình đưa ra dẫn chứng cụ thể cho mọi người với Bùi Tùng thấy nè. Anh đồng ý với vấn đề mà khi mà nhiều đảng quá thì nó sẽ bị rối ở cái điểm này và không xử lý được. Tức là cái câu chuyện mọi người quay lại vào cái khi mà dịch bệnh ở Trung Quốc mới bùng đúng không ạ? Lúc đó đó là ông Trump và ông Kim Jong-un đang có cuộc họp thượng đỉnh tại Đà Nẵng. Đúng không ạ? Và khi có tin bùng dịch ở Trung Quốc, chính ông Trump đã tuyên bố là sẽ về coi như là đóng cửa các chuyến bay thương mại với Trung Quốc. Ông tuyên bố khi ông về ông sẽ đưa quyết sách đó. Nhưng không hiểu vì sao khi ông về tới Mỹ rồi thì quyết sách đó của ông ta lại thay đổi. Và sau khi mình tìm hiểu được là thay đổi là như thế nào, là do các đảng kia họ xen vào, họ bảo làm như thế là thái quá, đúng không? Và kể cả cái tổ chức WHO cũng lên tiếng là đã kích ông Trump về vấn đề đó. Khi quyết định mà làm như vậy là vấn đề sẽ gây ra cái sự gì đó a bà cờ vậy đó thì mình không biết. Đó, tức là anh chỉ dẫn chứng cái tiếng này ra làm gì? Để cho Bùi Tùng và mọi người thấy rằng là cái lời nói của Bùi Tùng nói nó là chính xác và nó hoàn toàn đúng đắn. Đúng đắn ở đây là đâu? Tức là một đảng luôn có sự xuyên suốt và nó có sự gọi là phối hợp, nó nhịp nhàng, nó không có bị gọi là đá chân với nhau.
À, cho nên nó mới có cái kết quả tốt đẹp là cái dịch bệnh COVID là Việt Nam đã thống nhất được, đã khống chế được và đã đưa con tàu Việt Nam đi qua cái đó. Đó, cái này là chi tiết này chẳng qua là anh bổ sung cho Bùi Tùng để xác nhận vô rõ ràng cái câu chuyện Bùi Tùng nói lên là nó có dẫn chứng, nó có cơ sở và nó có luận điểm đàng hoàng. Đó, xin mời Bùi Tùng. Thì bởi vậy mới nói là có một số luận điệu người ta xuyên tạc, người ta nói là đảng, một đảng là độc tài thế này nọ hay là gì đó. Thì theo em nghĩ là cái quan trọng, thì em cũng có chia sẻ với một số diễn đàn khác, em nói là cái quan trọng không phải là số đảng, cái quan trọng là cái chất lượng của cái đảng đang cầm quyền và cái khả năng mà cái đảng cầm quyền đó họ bao quát cái đời sống nhân dân như thế nào, chứ không phải là vấn đề số nhiều số lượng đảng. Số lượng đảng càng nhiều á thì tưởng Càng là rối. tưởng hay, nhưng mà thực ra là khi mà có những cái tình huống mà đòi hỏi là phản ứng nhanh hay là những cái tình huống quyết đoán á, thì đa đảng mới là chết. Theo em nghĩ đa đảng mới là chết, vì Đúng khi rồi. mà có những tình huống mà đòi hỏi là ra quyết sách ngay lập tức á, thì đa đảng là phải thông qua, anh phải lên bầu cử, rồi anh phải qua là cái bầu bán này nọ thì anh mới được phép là thực hiện cái chính sách. Nhưng mà những cái nước mà đơn đảng như thế này thì khi những gặp những cái tình huống hiểm nghèo á, họ sẽ ra quyết sách rất nhanh, Đúng ra quyết rồi. sách rất nhanh, và điều đó là họ sẽ giải quyết được cái vấn đề là tận gốc. Và có một cái nữa là nhiều đảng á, thì có cái là các đảng họ tranh chấp về quyền lợi với nhau, họ tranh chấp về quyền lợi với nhau và họ coi cái quyền lợi đảng nhiều hơn, to hơn cái quyền lợi của người dân. Anh thấy á, Chính xác. em thấy là hầu hết các nước trên thế giới đa đảng đều vậy, là họ coi cái quyền lợi của lãnh đạo đảng đó mới là cái số 1, còn tất cả những cái vấn đề khác thì đều còn thấp hết, nhân dân là đều không có gì hết. Cho nên là em mới nói là chất lượng của một đảng, những cái gọi là tinh túy nhất của một cái đảng lãnh đạo, một chính thể mới là cái điều quan trọng, còn số lượng nó không có quyết định được cái gì hết, nó không quyết định được cái chất lượng. Thì đó anh, tại vì đó anh bổ sung thêm cái này, tức là mình hiểu theo một cách cho dễ hiểu thôi, cho tức là mình dễ, mình dẫn giải cho nó dễ. Nhiều người thì khi quyết định một câu chuyện á thì ai cũng muốn quyết định theo ý của họ. Ở đây mình nói là cái gì, là họ muốn là cái tôi của họ cao hơn. Bộ Tùng công nhận không? Thì nhiều đảng nó cũng vậy đúng không ạ? Khi có chuyện xảy ra thì đảng nào cũng muốn giành quyền, là ta đây là quyết sách của tôi là đúng, quyết sách của tôi là không sai. Cho nên họ sẽ luôn đá nhau, không bao giờ hỏi sự thống nhất cả. Cái đó là một điều chắc chắn rồi. Đó, cái đó là một điều chắc chắn rồi. Còn ở đây tức là khi ở đất nước chúng ta, mặc dù mà có một đảng thôi nhưng mà có cả một bộ máy. Có cả một bộ máy, mình gọi là bộ, mình hiểu hôm nay đó là bộ máy chính trị gì đi đúng không? Họ cùng có những cái tham mưu, họ những tìm hiểu, có những cái ngành nghề này, bộ trưởng kia, họ kêu tập trung vào và họ đưa ra một ý, và khi người lúc đó là người lãnh đạo mới nhìn vào cái đó để đưa ra một cuốn quyết sách và chốt một quyết sách cuối cùng, thì nó sẽ ngắn gọn và nó nhanh hơn và nó dứt khoát, nó quyết đoán hơn, luôn luôn nó sẽ tốt hơn cho những cái vấn đề mà nhiều người. Bởi vì ông nào ông ấy cũng dành một phần của tôi hết, ông đa đảng đúng không, ông đảng xanh nó hơi đảng đảng đỏ của tôi giỏi hơn, ông đảng vàng nó hơi ông hai đảng của ông sẽ bằng đảng của tôi được, quyết sách của đảng tôi mới được. Thì nội mà mấy ông mà ngồi là bàn với nhau thôi á, để đi đến chọn của ông nào thôi, thì là mày dịch nó vô mẹ tới nhà rồi đúng chưa, là dịch nó vô bà tới nhà rồi, lúc đó quay qua chống chống cái gì nữa. À, cái đó là cũng hay, anh đồng ý với Bùi Tùng về cái luận điểm này. Còn chúng ta còn còn có một cái thế mạnh mà em thấy cũng rất là hay nữa, đó là chúng ta tìm nguồn vaccine từ nhiều nơi. Anh thấy là từ cái lúc mà bắt đầu một số nước là tuyên bố là tôi có vaccine nè, tôi điều chế xong rồi, là Việt Nam coi như là gom hết. Nói chung là mình không phải mua bằng tất cả mọi giá, nhưng mà ở đâu chỗ nào có vaccine là mình sẽ gom về chứ. Mình gom về tại sao? Là tại vì các nước lớn, các nước mà có vaccine họ sẽ dím hàng, họ sẽ có khả năng là coi như là họ ỷ vào thế họ làm vaccine trước là họ dím hàng, họ lo cho dân của họ, hoặc là họ sẽ không bán cho những cái nước nào mà họ ghét, những cái nước nào mà họ có mối quan hệ không tốt. Thì Việt Nam ta là ngay từ khi mà có một số nước có vaccine là chúng ta đã gom hàng liền, bay hết nước Đúng này, rồi. bay sang Mỹ, bay sang Nga, bay sang tất cả các nước trên thế giới, gom hết có bao nhiêu thì chúng ta đắp bao nhiêu, rồi chúng ta tự động sản xuất vaccine của riêng mình để làm chi, để đáp ứng cho cái nhu cầu của 90 mấy triệu dân. Thì em thấy đó là cái nước cờ rất là sáng suốt, tức là chúng ta sẽ gom hàng ngay từ đầu, không có để là khúc cuối. Tại vì anh biết rồi, cái nước mà nước đầu cuối thì tất nhiên là cái nước đó nước dơ rồi. Tại vì bây giờ mà vaccine mà mình không lấy ngay từ đầu á, là những nước khác, những nước có tiền là người ta sẽ gom hết,
hoặc là những nước mạnh là người ta sẽ trữ lại cho dân của họ, thì lúc đó chúng ta sẽ khó khăn. Mà cái vaccine mà chúng ta làm chưa chắc đã là thật sự là trị hết tất cả các cái loại virus. Đúng rồi, chủng virus chắc chúng ta phải rõ ràng điều đó, đúng, chính xác. Tốt nhất là chúng ta cứ đem thuốc về, cứ có bao nhiêu thuốc ta gom về hết đi, ta để trong phòng ta trữ. Ví dụ như người này bị chủng A thì rút cái vaccine này ra chích, còn người kia bị chủng B thì rút cái vaccine C, vaccine D gì đó chích. Đó, em thấy cái đó là cực kỳ là cái bài toán cực kỳ là khôn ngoan của chúng ta. Nói chung là không bao giờ là lãnh đạo để nhân dân phải bị động, để nhân dân phải chịu đòn. Tức là chúng ta phải cái điều đó Bùi Tùng cũng thấy nói lên điều gì, đúng không? Tức là đối với anh á, đối với cá nhân anh nhìn cái điều đó cũng nói lên là độc đảng, nhưng chúng ta không độc tài. Rõ ràng chưa? Bởi vì nếu mà chúng ta độc tài á, là chúng ta thì ôi, tôi không cần biết á, tôi cũng đang bào chế vaccine nè, tôi chẳng cần vaccine của các ông đâu. Đúng chưa? Bởi vì tôi cũng là độc tài, tôi tự tôn cái tinh thần của tôi lên chứ. Mắc mớ gì tôi phải đi quỳ lễ mấy ông mà tôi phải là lấy vaccine của mấy ông làm gì? Đó, cái đó cũng là một cái khẳng định rõ ràng là vấn đề ok, đất nước Việt Nam chúng ta mặc dù là độc đảng, nhưng họ không có câu chuyện độc tài ở trong đây. Bằng những cái hình thức đó, khi sự cố xảy ra đó là Bùi Tùng với mọi người cũng thấy rồi. Cái quyết sách của họ nó luôn dung hòa. Và giống như hồi nãy một cái câu comment của bạn Hoàng Nguyên á, là họ luôn linh hoạt. Họ luôn linh hoạt trong mọi vấn đề. Và không khác gì ngoài mục đích cuối cùng là chăm lo cho người dân cả. Cái đó mới là cái hay. Cái đó mới là cái tinh túy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh công nhận điều đó. Đó, xin mời Bùi Tùng. Em thì có một cái cảm nhận là không biết các anh chị cảm nhận thế nào, nhưng có cảm nhận là cái đất nước chúng ta thì chúng ta ghi cái phiên hiệu là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng mà theo em nghĩ đây không hẳn là một nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, mà nó là cái sự kết hợp của rất nhiều cái chủ nghĩa ở trong đây. Thực ra chủ nghĩa xã hội chúng ta vẫn là cái xương sống, nhưng mà chúng ta kết hợp rất là nhiều, kể cả là cái tinh thần yêu nước, cái tinh thần dân tộc của người Việt nữa. Hay nói cách khác là chúng ta uyển chuyển biến cái chủ nghĩa xã hội theo cái kiểu của ông Marx, ông Lenin, nó theo cái cách của người Việt chúng ta vận dụng, đưa cái tinh thần của người Việt vào trong cái chủ nghĩa này để biến cho nó không có xô cứng. Như anh thấy đó, chủ nghĩa xã hội theo đúng kiểu mẫu là chủ nghĩa xã hội là phải nhìn Triều Tiên á. Triều Tiên là mới đúng chủ nghĩa xã hội, khóa hết. Coi như tao ghét với tư bản, người ta khóa cửa hết toàn bộ, không cho ai vô hết. Tất cả những nước tư bản nào là không cho vô. Còn Việt Nam chúng ta là một nước sao chủ nghĩa, mà bây giờ tư bản ai thích chơi chơi à. Bây giờ đơn giản ai thích có chơi, ai thích mà làm lợi cho tụi tôi, có đối tác lành mạnh thì tụi tôi sẽ sẵn sàng là chơi, sẵn sàng là qua lại thôi, chứ đâu có vấn đề gì đâu. Cho nên em nghĩ là nếu như một số thành phần nào hay những đối tượng chống phá nào cứ nghĩ rằng Việt Nam là chỉ đơn thuần là một nước xã hội chủ nghĩa đơn thuần, là một nước cộng sản đơn thuần, thì các anh rất sai lầm. Các anh suy nghĩ về các anh rất sai lầm. Đây là một nước, em nhận định thôi, đó là một nước xã hội chủ nghĩa đặc biệt. Nó có sự pha trộn. Cho nên nếu mà bất cứ ai, bất cứ thế lực nào mà muốn lật đổ cái đất nước này thì nên suy nghĩ nha. Nhớ là phải là bứt tóc bứt tai hàng trăm lần á, rồi hẳn suy nghĩ tính cái chuyện mà gọi là định gọt cái nước này. Em nói thẳng thắn luôn á. Tại vì em thấy là có một số quốc gia họ vẫn nghĩ là Việt Nam chúng ta chỉ là xã hội chủ nghĩa đơn thuần, nhưng em không nghĩ vậy. Em nghĩ là đất nước của mình là có một sự kết hợp. Và xã hội chủ nghĩa theo phong cách xã hội chủ nghĩa theo phong cách Việt Nam, đúng không? Có một câu thế này nè Bùi Tùng. Việt Đảng và nhà nước đã đưa đất nước vượt qua khó khăn trong dịch bệnh lần này, thể hiện tính ưu việt của bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị. Chúng ta đã đánh giá đúng tác hại của dịch bệnh từ rất sớm, đã xây dựng được kịch bản khi xảy ra dịch bệnh, đã chuẩn bị về vật chất và con người cũng như các biện pháp cụ thể. Nên khi xảy ra dịch bệnh thì kịch bản đó được kích hoạt toàn bộ hệ thống vào cuộc. Đặc biệt là việc tuân thủ ủng hộ của người dân, đó chính là hiệu quả của việc truyền thông sớm tới người dân với phương châm sức khỏe người dân là trên hết. Bên cạnh đó cũng có điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển kinh tế phù hợp trong điều kiện khó khăn. Và tới thời điểm này, Việt Nam đã thành công cả về sức khỏe người dân và kinh tế. Đồng ý. Rất đồng ý về cái câu này. Và đã thực tế, đã chứng minh rồi. Đúng không ạ? Xin mời Bùi Tùng. Em thấy cái câu anh đọc á, em cứ tưởng tượng đến một điều giống như là những người dân Việt Nam á, mà trong đó có em á, đi xe máy ở trong cái đường quốc lộ anh.
Nhưng mà thì chứ em đi trên đường đường thành phố em đi mà em phải phải rẽ bên tay phải, rẽ bên tay trái, chạy giống như là mấy sinh siêu nhân vậy đó. Thì em thấy người Việt Nam mình hình như có vẻ là cái việc mà chạy xe giống như con người của mình, tức là mình rất là linh hoạt. Mình cực kỳ linh hoạt, người Việt mình cực kỳ linh hoạt. Chứ người Tây á, mấy anh Tây mà chạy trên xe đường phố trên mình là mấy anh sợ hết, tái mặt hết. Đúng rồi. Thấy cái đường phố sao đông quá sao chạy. Mà chỉ mà người Việt mình nhỏ xíu vậy mà chạy lượn qua lượn lại, mà chạy mà tốc độ 40 50 mà cũng chạy được á. Đó chính là bản lĩnh của người Việt Nam, dù là những cái chuyện nhỏ nhỏ nhưng mà người Việt Nam tụi tôi làm được hết à. Linh hoạt lắm, chịu Biến những cái hóa gì đúng người Việt không? Nam chúng ta cũng có thể chịu được. Nhưng Biến hóa và linh nhưng hoạt. mà chỉ có một cái mà chúng ta không bao giờ chịu là, em nghĩ là chỉ có một cái chúng ta không bao giờ chịu là chịu mất nước, là không bao giờ chịu thôi. Không bao giờ chạy Nước đô gì lại người đúng không? Việt là chịu được hết. Dạ, Đúng. không bao giờ chịu là làm nô lệ thôi. Dạ. Thôi anh em xin phép dừng ở đây đi để các anh chị khác lên chia sẻ với anh Hoàng nha. Nha. Rồi. Cảm ơn Bùi Tùng nhiều nha. Chia sẻ rất là hay. Dạ em cảm Cảm ơn ơn anh em. Hoàng, Ok. cảm ơn các anh chị ạ. Là xin chào em.